Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu lại cái bộ nồi 1,2 triệu mà chính hãng SYM nha cô chú. Thì bộ nồi này thì được gọi là bộ nồi 110 gấp SYM, thì gấp được cho tất cả các dòng xe của Honda luôn nha cô chú anh chị, ngay cả rim thái đồ, rim lùng, quen pha đồ gấp được hết, là nó chung hết nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có thể gấp lẫn lộn từ nồi của SYM qua của Honda, của quay thái 110 phu 1, hay là xe rim Việt Nam, quen pha, quay A100, những cái dòng xe đời cũ là gáp được hết. Thì hôm nay mình bán chính hãng, mình sẽ quay chi tiết và phóng cái những cái chi tiết sát lên cho cô chú anh chị xem bộ nồi của chính hãng của SYM là như thế nào. Trước tiên thì mình cho cô chú anh chị xem cái mã đầu chuông, cái mã đầu chuông của SYM, cái mã như này nha cô chú. Đây cái mã đầu chuông. Thì đây là cái bộ ly hộp ly tâm, sản xuất tại China, hàng hóa xuất xứ China nha cô chú gì. Thì đây là cái đầu chuông, thì cái mã tên miền, tên mã của nó là vậy. Thì ớt của em bán ra là chỉ có nhông và cái nhông vậy thôi nha cô chú gì, phải gỡ cái nắp với cái lò xo cũ của bên kia mình sàn qua. Thì cái này là thợ, anh em thợ ai cũng biết làm hết rồi. Thì của ớt của em á, thì theo mình nhận định cái cuốn chuông này nó có một cái màu đen rất là lạ nha cô chú gì, mà những cái mình thấy nó không trùng cái màu đen của những cái hàng nhái hàng gì luôn. Và cái thép này nè, cái thép đen bên ngoài nè, mình cũng thấy cái hàng nhái cũng không có luôn. Đó, hàng trùng, tại vì SYM mình nghĩ chứ không ai làm nhái SYM, làm nhái là nhái của Honda thì nhiều. SYM thì ít ai làm nhái. Nhái SYM thì chắc cũng không có nhái, nhái của Honda thôi. Cái gì bán chạy nhất thì người ta nhái. Thì mình sẽ đưa lên sát cho các anh chị xem nè. Đây đây đây. Sát cho các anh chị xem. Đây. Cái đen này cô chú anh chị thấy nè, nó đen, nó cảm giác cái màu đen của cái cuốn chuông nó là lạ sao á nè, và nó không có mã. Và cái chuông này á, là mình cảm nhận là nó đen mà nó dạng như xám xám, mà nó cảm giác nó nhám cô chú anh chị, nó nhám chứ không phải là nó láng. Đó cô chú anh chị thấy, mình quay cận cảnh cho cô chú anh chị thấy nè, cái thép đen này mình thấy nó ngộ ngộ nha. Mình sẽ đưa chi tiết thấy cái đường lông chuột cho cô chú chị xem nè. Cái răng á, còn cái sớ sớ lông đó mới chưa xài. Đó, chất liệu là cái thép đen đó. Cái này nè, cái thép đen này mình thấy nó rất là ngộ nha. Chính hãng SYM. Rồi, mình sẽ để đây. Rồi mình tiếp tục là mình cho cô chú anh chị xem cái mã combo là bộ truyền động ly hợp, cũng là xuất xứ hàng hóa China. Xuất xứ hàng hóa China là cái mã A05 này, cái gì? 3A05. Đây, SB nè. Cái mã tên miền của nó. Thì cái thằng nồi này là do thằng CQC sản xuất. Đây nè, cái thương hiệu này là mình biết CQC sản xuất. Đây, mình đưa vậy là anh cô chứ anh chị thấy là thích nhất ạ. Cỡ này là cận cảnh cỡ này mà ánh sáng mình chơi ánh sáng đèn như cỡ này. Bố nè, bố dài là 55-56mm nha cái gì. Chút mình lấy cái thước kẹp mình đo, hôm nay cũng có anh mà giao mà không có dùng dụng cụ đo, mà cứ nói mình giao muốn ngắn hoài. Vì mình chịu khó mình thủ sẵn cái miếng gì đây nè, mình đo sẵn 55-56mm rồi mình ướm vô khi mình nhận hàng. Nhiều khi các bạn chưa gì các bạn muốn chửi vô mặt mình không các bạn. Các bạn nhận hàng rồi các bạn thí dụ như sai sót hay gì, nếu sai sót mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Còn thí dụ như mà các bạn chưa gì là các bạn gọi điện các bạn xối xả mình liền. Đây nè, các bạn thấy. Tại các bạn làm á, các bạn không có kinh nghiệm á, các bạn nhìn cục bố xài được hay không á, các bạn nhìn nè, cái khe này nè. Cái khe mà để ướm bố các bạn, cái khe này thôi. Kinh nghiệm cái khe này nè, các bạn thấy hàng xịn nó đều nhau hết nha. Nè các bạn nhìn vô vậy nè, các bạn để ý đều đều hết. Mà bố chính hãng các bạn thấy nó mỏng không, mỏng te luôn à. Nhưng mà vẫn đảm bảo cho các bạn khe hở là 1.3mm khi mình gắp vô chuông, gắp vô cái này nè, đảm bảo cho mình khe hở 1.3. Đó, rồi mình thử mình kẹp cho các bạn xem luôn nè. Đây mình gắp lên đây đi. Đây kẹp thử cái này, mình đo thứ kẹp thì tất nhiên nó phải ngắn hơn, tại cái đường kẹp nó đi cái đường vòng nó vẫn là dài hơn. Đó, mình thử trước vậy nè. Đây này, mình đường kẹp lúc nào nó cũng ngắn hơn cái đường, nó đường thẳng thành đường thẳng này 55 nè, đường kẹp là 55 nè.
Các bạn thấy 55 rõ ràng không? Mình về mình kẹp vô, nó bằng với Honda, nó bằng cái đường này nó bằng với Honda. Còn các bạn đưa cái thước dây vô cái đường vòng thì nó phải ra hơn 55 chứ. Đường đi đường vòng lúc nào nó hơn 55 chứ, nó ra phải 60 à. Chứ đi đường vòng nó ra 60 á. Đó. Ví dụ đi đường vòng thì nó ra 60, còn các bạn kẹp thì nó đi giống như nó bỏ đi đường tắt. Thẳng qua thì 55. Nhớ gì mình giao xuống thì cái gì thủ sẵn, cái mua đồ mình nó thủ sẵn cái thước gì nè. Mình đo ừ này nó giao bố mình đã ướm vô. Có nhiệm vụ có nhiều đó mà các bạn mua mấy bạn cũng khó khăn, các bạn mình bán mình cũng khó khăn với các bạn. Tại sao mình khó khăn? Mình đi hàng phải chính xác và không được hoàn đơn. Tại hoàn đơn mình sẽ lỗ cước phí hai chiều mà mình không bắt các bạn cọc. Thì các bạn nói các bạn nghĩ mình lừa gạt các bạn không à? Các bạn không nghĩ lại các bạn lừa gạt mình đi. Nói ra nhiều ông mình cũng bực mình các bạn. Thứ mình không đặt cọc là chứng tỏ hàng của mình chính hãng mình mới dám giao. Còn thí dụ người ta bắt bạn cọc là bạn chết chắc rồi đó. Cái là chưa có gì là người ta lụm cái hỏng phải là người ta cho các bạn coi thoải mái á. Rồi mày không lấy thì tao cũng không có lỗ gì. Rồi đây là cái cụm chuồng heo mình cho các bạn coi cái tên miệng nha. Đây, cái chuồng heo phía sau và cái cụm bố là cái vỏ này cũng xuất xứ China. Mà đặc điểm một điều nha các bạn. Nó sẽ sử dụng cái đèn bạc đạn 6000 mà đèn nhỏ. Nhưng mà mình thấy mình quay cho các bạn xem nè, rất là đẹp. Và cái điểm mình cũng thấy khó làm giả được nè, các bạn thương hiệu mà làm cái nồi cho HWM á là CVC. Và đặc điểm á các bạn nhìn vậy nè, thì các bạn không ấy, các bạn chỉ cần phóng như với mình như nè, bạn bắn lên vậy, các bạn nghĩ giả là người ta không đúc được con số trong đây nè. Các bạn thấy coi vậy đó, các bạn nhìn nè, bây giờ các bạn nhìn vô vậy nè, các bạn khó thấy lắm. Nhưng mà bạn nghĩ cái đế nhôm mà đúc được con số đó là không có thể làm được như vậy nha các bạn. Đây nữa nè, các bạn nhìn vậy là các bạn không thấy con số đây đâu. Nhưng mà bạn vậy nè, các bạn phóng nè. Đó, các bạn thấy tự nhiên các bạn thấy con số mà nó in nhỏ vậy đó. Nếu hàng giả là người ta không có thể nào gánh đâu, người ta làm cái đó như vậy. Người ta làm cho giống hình thôi, người ta không có làm được cái chuyện đó. Còn đối với này là cái đích khu nó là không có cái gì hết, các bạn có cái mã của CVC nè. CVC, rồi cái chữ này cũng biết Đài Loan, Trung Quốc gì đó. Thì chính hãng của em thì nghe anh em nói là nó không có hú, là mình không có gành nữa, mình đấy. Rồi cái này là giống cái cụm bố của Rim Thái nè, đuôi này nè. Thì cái đuôi dài thì nó không có xài lông đền, mà cái đuôi này là cái phần này là của Honda thì làm bằng nhôm, mà của ớt của em thì làm bằng sắt các bạn. Cảm giác như bằng sắt á, sắt rồi bỏ vô nè. Đó. Mình thấy thì cụm bố này cũng khá là ok. Và cái đuôi này đang lú ra là 3 ly nè, từ đây đến đây xuống 3 ly. Đó. Nguyên bộ như vậy nha bạn. Nói chung là ngon á. Mình thấy ai cũng nói là nó không hú gì đó. Còn Honda bây giờ đa số là có hú gió hết. Bóc xe trong hẻm ra là hú gió. Đó phải chấp nhận bạn. Không chấp nhận thì đi bộ thôi chứ. Giờ không có. Hoặc là mua xe điện. Mình phải chấp nhận thôi bạn.